Ban Chỉ huy quân sự các địa phương vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tại huyện Thoại Sơn, năm 2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ mưa dông, gió lốc và sạt lở đất bờ kênh, làm tốc mái 2 căn, siêu vẹo 1 căn, sạt lở bờ kênh dài 30 mét. Để chủ động trong công tác và sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn đã xây dựng kế hoạch các tình huống, phương án cụ thể, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng đơn vị địa phương, đảm bảo chủ động phòng ngừa, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Phát huy tối đa lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, nhanh chóng khắc phục sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Các đơn vị thường xuyên thông tin liên lạc kịp thời để tập trung lực lượng ứng cứu, kiểm tra, nắm chắc số lượng, chất lượng phương tiện, vật chất phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.